Vâng, Châu xin kính chào các bác nhé. Ở video này, Châu sẽ giải đáp cho các bác câu hỏi là lên chọn cái dòng vó đan tay thủ công hay là dòng vó gai truyền thống đây. Thì hai dòng vó này là hai loại nhấc cá đều tốt cả các bác nhé. Nhấc cá từ 5 cân trở lên đều rất là đơn giản. Tuy nhiên, loại nào thì cũng có ưu điểm và những điểm riêng. Trên tay của Châu đây là cái dòng vó đan tay thủ công này. Được làm từ sợi dù 15, hàng sợi dù Nhật Bản, đan tay rất là bền, hàng đan tay thủ công, mắt nhỏ dần đều từ đầu cho đến đuôi nha các bác nhé. Mắt nhỏ từ 3 phân cho đến 1,5 phân thì các bác có thể là kéo cá từ ngón tay út đổ lên và là một tấm nguyên bản không có vết lối vết ghép gì nha các bác nhá túi trong của vớ ở đuôi rất là nhiều thịt khi căng vớ ra hình vớ sẽ là hình lòng cháo tròn đều không bị căng thịt nưới rất là nhiều giúp cho cá được êm hơn không bị xước vẩy hay là sứt mình nha các bác nhá các bác có thể thấy là đuôi vớ ở đây mắt mau chi chít rất là nhiều thịt và nó sẽ được đan nhỏ dần từ đầu cho đến đuôi nha các bác nhá tuy nhiên hàng vớ đan tay thủ công này mấu nó sẽ hơi lỏng một chút các bác chỉ cần nhấc một lần thôi thì vớ nó sẽ khít lại và các mấu nó sẽ chắc khỏe hơn ngay lập tức và giá thành của chiếc vó này cũng sẽ cao hơn vó gai các bác lưu ý nhé ở viền cũng sẽ có dây dù đan xung quanh sai rất là lớn giúp cho thành vó được chắc khỏe hơn và bên cạnh đó là vó gai được làm từ sợi dù gai sợi 12 truyền thống được dệt bằng máy công nghiệp nha các bác nhé cho nên là sẽ có những cái vết ghép vết lối tại vì khi dệt máy máy sẽ sản xuất ra những cái miếng vớ hình vuông và khi muốn vớ tạo thành hình lòng chảo thì các bác phải ghép bốn mảnh vuông vào với nhau sẽ tạo ra một cái vớ hình lòng chảo nha các bác nhé tuy nhiên những vết này cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến chất lượng của vớ nha các bác nhé vì những vết ghép này rất là chắc chắn cho nên là các bác nhấc cá từ 5 cân cũng không thể là bị bục hay bị vỡ được các bác cứ yên tâm là như vậy mắt lưới đều từ đầu đến đuôi vớ sẽ gầy hơn và ít thịt hơn so với dòng vớ đan tay thủ công. Tuy nhiên, sờ vào cũng rất là êm, các mấu lối cũng rất là chắc chắn vì hàng dệt máy và giá thành cũng rất là rẻ, hàng rẻ hơn so với vớ đan thủ công rất là nhiều. A Châu cũng rất nhiều kích thước từ 2m đến 4m thì các bác có câu hỏi gì, cứ alo cho A Châu nhá. A Châu sẽ giải đáp và tư vấn cho các bác kỹ lưỡng hơn. Vâng, A Châu xin cảm ơn các bác.